Nhận định Khánh Hòa với Sông Lam Nghệ An 19 giờ 0 phút ngày 18 tháng 8. Cập nhật thông tin trước trận, đấu đội hình ra sân. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất. Cảm ơn các bạn. Sau lượt đi V-League 2019, Khánh Hòa đóng đinh ở vị trí cuối trên bảng xếp hạng. Với những gì mà học trò của Võ Đình Tân đã thể hiện, không mấy ai tin tưởng đội bóng phố biển sẽ có thể trụ hạng thành công. Thế nhưng, sự vùng vẫy của Khánh Hòa mạnh mẽ hơn nhiều người tưởng tượng. Toàn thắng 2 trận gần nhất và có chọn 6 điểm, rõ ràng Khánh Hòa đang cho thấy một sức bật vô cùng đáng kinh ngạc. Ở giai đoạn cuối mùa, sự chặt chẽ và luôn quyết tâm ở từng pha bóng Khánh Hòa đang khiến cho các đối thủ của mình gặp rất nhiều khó khăn khi phải đụng độ họ ở thời điểm hiện tại. Những con người hiện tại của Khánh Hòa cũng cho phép họ thực thi lối chơi như vậy một cách vô cùng hiệu quả. Nguyễn Trung Đại Dương với nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn của mình luôn biết cách khiến các hậu vệ đối phương phải mệt nhoài, rất khó để kèm cặp liên tục cầu thủ này trong cả 90 phút. Trong khi đó, sự trở lại của Lâm Phi Công cũng giúp cho các pha lên bóng của Khánh Hòa trở nên đa dạng và cực kỳ tốc độ. Chính cầu thủ này là chủ nhân của bàn thắng duy nhất ở trận đấu với Đà Nẵng vừa rồi từ một pha đá phạt góc đầy tinh quái. Sự hỗ trợ của các cổ động viên nhà cũng là một vũ khí quan trọng với Khánh Hòa ở thời điểm hiện tại. Về phía ngược lại, Sông Lam Nghệ An hiện tại đang không còn nhiều mục tiêu vào lúc này. Cách chơi của họ cũng đang bị chính các cổ động viên nhà lên án rất nhiều. Khả năng tấn công của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay không được đánh giá cao. Cả ông Aha lẫn Vinic Hughes đều không phải là mẫu trung phong cắm săn bản điển hình, dù sự đóng góp của họ vào lối chơi là rất lớn. Ngoài ra, Sông Lam Nghệ An là một trong những đội đá sân khách tệ nhất V-League mùa này. Ở 5 trận gần nhất thi đấu xa nhà, Sông Lam Nghệ An không thắng và thua tới 4 trận. Vì thế, chuyên gia nhận định người chơi nên chọn Sanner Khánh Hòa cho kèo đấu này. Soi kèo tài xỉu, mặc dù Sông Lam Nghệ An đã hết mục tiêu tại mùa giải năm nay, tuy nhiên với sự phóng khoáng từ lối đá tấn công họ hoàn toàn có thể gây bất ngờ. Chắc chắn các cầu thủ Khánh Hòa sẽ chơi thận trọng và chắc chiêu từng cơ hội để mang lại bàn thắng. Vì vậy trận đấu tới khả năng sẽ có ít bàn thắng được ghi.